Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Su. Như tên của tiêu đề thì hôm nay sẽ là video makeup thứ hai của mình. Và mình vẫn đang trong tình trạng là học hỏi makeup của mọi người, nên là mình muốn làm thêm một cái video nữa tự mình makeup cho mình nữa. Nếu như mày có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nha. Mình chỉ làm những cái mà trong tầm khả năng của mình thôi. Và hôm nay mình sẽ makeup một cái kiểu đơn giản và nhanh gọn lẹ luôn. Mình thấy nó rất là hợp với mình luôn á. Tại vì mình cũng đâu có biết makeup cầu kỳ với là chỉnh chu như người ta đâu. Thêm một cái nữa là hôm nay mình muốn giới thiệu với lại chia sẻ với mọi người những cái món đồ makeup mà mình đã mua ở trên Shopee. Và mình sẽ để lên ở dưới phần mô tả nha. Bước đầu tiên mà mọi người không thể thiếu đó chính là dưỡng da. Mọi người nhớ là dưỡng ẩm trước khi makeup đó nha. Trước khi makeup thì mọi người nên rửa mặt thật là sạch nha. Với lại phải dưỡng da nữa. Thì kem dưỡng ẩm hôm nay mình dùng là bên GC. Cái chất kem rất là ok luôn. Với lại cái mùi hương nó kiểu rất là nhẹ và dễ chịu nữa. Mình rất là thích kem dưỡng ẩm này bởi vì khi mà thoa lên mặt á thì nó rất là mịn, với lại nó cũng có che khuyết điểm một xíu mọi người, với lại bật tông hơn hẳn nè. Mọi người thấy cái mặt của mình với cái trán khá xa đó đúng không? Hôm nay mình có một xíu chuyện buồn nên là mắt của mình nó hơi đỏ một xíu. Thì mắt mình đỏ là mọi người hiểu sao rồi ha. Mọi người thông cảm nha. Khi mà thoa kem dưỡng ẩm xong thì mình thấy là da mặt của mình nó bật tông hơn hẳn đó mọi người. Với lại nó mịn hơn nữa. Nên là mình nghĩ mấy bạn mà kiểu đi học như mình á thì nên thoa một lớp kem dưỡng ẩm xong sau đó là thoa kem chống nắng lên. Mình thấy ok lắm rồi đó. Tiếp theo kem lót mà mình dùng hôm nay cũng là ở bên GC luôn nha. Mình thấy là cái màu này nó cũng khá là bật tông á mọi người, nên là mình nghĩ mình sẽ thêm một ít thôi. Do cái mút mà đánh mặt của mọi người thì mình đỡ dưới quê rồi nên là mình phải dùng đỡ cái này thôi. Và mình nghĩ là cái mút đánh mặt kia nó sẽ đã hơn. Nó sẽ dễ hơn kiểu vậy. Và mình thấy là thoa bằng tay nó sẽ đều hơn mọi người. Tại thường thường mình thoa kem chống nắng hay là thoa kem gì đó là mình cũng sẽ thoa bằng tay thôi, chứ mình rất là ít khi dùng tới mấy cái này á. Nếu như mà có dùng thì mình cũng dùng cái miếng mút kia kìa, nó đã lắm. Nếu như mà mọi người muốn che khuyết điểm chỗ nào á thì mọi người nên thoa thêm một lớp nữa. Thoa một xíu em nghe bọng mắt để che đi cái quầng thâm. Và mình thấy là nó không thể nào mà che đi cái quầng thâm chà bá trên con mắt của mình được. Tại vì mấy nay mình thức khuya nhiều quá. Tiếp theo một cái cũng không kém phần quan trọng, đó chính là phấn phủ. Thì mình dùng bên GC luôn nha mọi người. Thì mình dùng cái loại là cái bà này nè. Mình dùng mẫu số 2 nha. Trên cam mọi người không rõ lắm, nhưng mà ở đây thấy rất là rõ. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái cọ sạch để quét cho cái mặt của mình nó đều quá mọi người, để nó không bị dính cục hay là nó sao ta, kiểu nó nói chung là nó sẽ đều hơn.
Tiếp theo là sẽ đến cái phần lên màu cho mắt. Thì cái bảng mắt mà hôm nay mình dùng vẫn là bên GC luôn nha, bởi vì những sản phẩm make up bên GC quá là xuất sắc. Và mình chọn cái bảng mắt này nè, có hình này nè mọi người. Và cái bảng mắt này là màu số, ủa nó không để số ta, hình như là màu số 3 thì phải mọi người. Đây là màu của bảng mắt nè. Thì cái bảng mắt này là mấy cái màu mà mình thích không á mọi người. Có một cái bảng mắt mình thích nữa, hình như là màu số 2 hay sao đó, mình cũng không nhớ rõ nữa. Thì bước đầu tiên lên màu cho nguyên cái phần mắt á mọi người, hình như là vậy á. Thì mình sẽ chọn một cái màu mà kiểu nó nhẹ nhẹ á, kiểu màu da mọi người. Thì mình sẽ chọn cái màu nào đây ta, để chọn cái màu này nha. Mình lỡ tay rồi. Và tiếp theo mình nghe nói là khi mà mình chọn một cái màu tối á cho cái phần đuôi mắt của mình thì mắt của mình sẽ trông nó thu hút hơn, kiểu nó có chiều sâu á mọi người. Mà mình đang đắn đo là mình không biết là nó lấy màu này hay màu này, màu này, màu này hay màu này, màu này. Nghĩa là mình sẽ lấy màu này đi ha. Mình không biết là nó sẽ trông như thế nào nữa. Lỡ tay bắt hai. Và mình không nghĩ là nó lên màu đến vậy đâu. Mình sẽ xử lý nó. Mình thấy nó cứ bị làm sao ấy. Hình như là cái màu này nó hơi sáng so với mình nghĩ. Và mọi người đừng quên là cho một xíu kim tuyến ở giữa mắt của mình để nó trông lấp lánh hơn nha. Mắt của mình thì thuộc dạng mirror nên là mình không biết là nó có thể trông lấp lánh được không nữa. Không biết mọi người thấy sao nhưng mà mình nghĩ thoa cái phần đuôi mắt thì nhìn nó cũng trông lấp lánh nữa mọi người. Quá tài nữa rồi. Và mình cũng không biết là mình đang làm gì nữa. Và mình cần xử lý nó. Và mình nghĩ là nó đã fail một xíu hay gì đó. Nhưng mà mọi người bỏ qua nha. Mình thấy nó cũng không đến nỗi nha. Tiếp theo mình sẽ kẻ chân mày. Nhưng mà cái cây kia của mình nó đã bị lạc mất tiêu rồi mọi người. Và mình bắt buộc phải kẻ bằng cây này thôi. Mình thấy cây này nó rất là khó kẻ luôn á. Mình đó giờ không biết kẻ chân mày đâu mọi người ơi. Mình chỉ kẻ đại thôi. Mọi người xem đừng có cười nha. Và thêm một cái cặp chân mày fail nữa rồi nè. Thật sự là mình không giỏi makeup xíu nào. Tiếp theo thì mình sẽ kẻ mắt. Cái gầy kẻ mắt này nó khá là quen thuộc rồi nè. Mình xài nó khá là lâu đến nỗi mà nó bị cái ngồi nó, nói chung là nó bị tà ngồi vậy đó. Mình hỏi thật nha, có mấy bạn nào mà kiểu bị run tay như mình không? Mỗi lần mà làm cái gì đó chăm chú là tay mình nó cứ bị rung như thế này nè. Và mình cảm thấy rất là khó chịu với nó luôn á. Bởi vì mỗi lần mà mình kẻ mắt là mình niệm Phật không á mọi người. Thường thì mình sẽ kẻ mắt bên này nó ok hơn bên nãy mọi người. Tại vì bên này sẽ là cái góc mà mình cảm thấy ưng nhất trên khuôn mặt của mình á. Thường thì mình chụp hình là mình quay cái gì á, mình quay bên góc này không à. Ít khi quay bên đây lắm á. Kiểu mình mắt của mình là nó bị mí ló của mọi người. Nên là chỉ kẻ được phần đuôi thôi mà nhiều khi phần đuôi nó bị không thấy nữa nè, thấy không? Cười lên là không thấy luôn. Mình mong là cái lần makeup lần này sẽ không bị fail nữa. Và mình sẽ dùng một cái cây cọ kiểu nó nhỏ nhỏ như này để chấm lên những cái chỗ mà nó cần highlight á.
Ở trong cam mưa chắc nhìn không rõ đâu hả? Bây giờ mình nghĩ là sẽ đến với cái phần má hồng đi ha. Mình không biết nên dùng bảng mắt hay là dùng son. Mình thử dùng bảng mắt thử xem sao nha. Sau một hồi thì mình nghĩ là mình nên dùng bằng son nha mọi người. Vì mình thấy nó không ổn. Sao mình lại bị ngu miếng này với người ta? Mình còn không biết mình đánh đúng không nữa. Tiếp theo thì sẽ đến với son. Son thì mình sẽ lựa hai cái cây này ở bên GC luôn nha mọi người. Thì hai màu mình lựa là một màu là màu số 10 và màu số 04. Hai màu này là mình rất là thích luôn á. Trước khi tha thì mình sẽ đánh một lớp phấn để lên môi để nó lên màu tốt hơn. Đầu tiên thì mình sẽ thoa một ít son màu số 4 cho mọi người. Màu số 4 cũng rất là xinh luôn. Để mình test ra tay thử cho mọi người xem nha. Đây là màu số 04 nha. Màu này thì nó cũng không quá chậm, cũng không quá chói lắm đâu. Khi mà thoa lên môi thì mình nghĩ nó sẽ nhạt hơn một xíu. Và mình dùng cái màu này để thoa hết nguyên một cái môi á mọi người. Và sau đó mình sẽ dùng màu số 10 để thoa ở trong lòng môi á. Tiếp theo là đến màu số 10. Màu số 10 mình sẽ test lên thử cho mọi người xem. Đây là màu số 10 nha. Màu số 10 nó sẽ đậm hơn cái màu nãy mọi người. Không hiểu sao lên cam nó lại bị chói vậy á. Chắc là tại cái đèn của mình á. Cái đèn của mình đang bắt màu vàng á mọi người. Nên là nó bị ăn những cái màu chói vậy á. Tiếp theo mình sẽ lấy một ít màu số 10 để mình thoa má hồng với mọi người. Thế nên và đã xong thành quả makeup của mình rồi. Nếu có sơ suất gì thì mọi người bỏ qua cho mình nha, đừng chửi mình nha. Những sản phẩm makeup hôm nay mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mọi người đừng quên để lại cho Xuân một like và một đăng ký để ủng hộ Xuân nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau. Bye bye. Mày coi tao giọng mì đen nè. Thầy giọng mì đen không? Mày coi tao giọng. 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 Ay yo what's up? I'm a racing boy. Không biết chơi ngoại ngữ nhưng vẫn make some fucking noise. Không có skill, không có ảo đảo, rapper đủ trình. Không biết em làm mọi thứ để có tất cả, nhưng em sẽ làm.